và bây giờ mình sẽ lên bến thuyền để đi khám phá Tràng An. Vậy là mình đã lang thang đến Tràng An, lần đầu tiên mình đến đây, một cái vé 250.000 đồng và bây giờ mình sẽ lên bến thuyền để đi khám phá Tràng An. Nhiều khách nước ngoài họ đi cái tour này. Cái hình ảnh này thì mình đã thấy rất là phổ biến ở trên truyền thông TV, nhưng mà bây giờ thì mình mới đích thân trực tiếp đi trải nghiệm. Việt Nam à? Việt Nam. Tưởng anh nước ngoài. Tưởng đâu. Chủ yếu người nước ngoài ha chú. Vâng, người nước ngoài. À. Dẫn là hai bạn kia đi à? Dạ không, em đi mình à. Đi mình. Dạ. Anh đâu về đây? Dạ em ở trong Đà Lạt. Đà Lạt. Dạ. Đà Lạt. Dạ. Ở đây cho mọi người viếng đền hay sao chú? Vâng, đây là cái đền Thánh Cao Sơn. À. Thánh lên thì ta ghé vào, không lên thì ta đi tiếp. À. Thánh Cao Sơn có vẻ được thờ nhiều ở đây nhỉ? Thấy trên bãi đính cũng có đền thờ. Thánh Cao Sơn là thờ các vị thần núi. Dạ, thờ thần núi. Đây thờ vua Hùng Vương thứ 18 là vua thứ 18. À. Thờ mỗi ông thứ 18 thôi à chú? Vâng. Còn thứ mấy, thứ 11, 12 không thờ à? Đây là cái đời ông vua Hùng này. À. À, người lái đò luôn. Vâng. Một ngày thu nhập được bao nhiêu chú? Đây thì đi chuyến nào thì hưởng chuyến đấy, không đi thôi. À, một chuyến. Đây là dầm thuê theo chuyến được hưởng 20%. 20%. 20% của số vé ở trên, như ví dụ như đi 3 người. 3 người là 750. Mình được 20% của 750. Như cái kiểu ta là thôn xóm. À. Đây thì xếp theo tổ. Lần lượt. Mấy người này họ lấy rong làm gì vậy chú? Đây dọn vệ sinh môi trường. À, dọn vệ sinh môi trường. Phải vớt cái ống rác. À. Nước mùa này là đã trong chưa chú? Gọi như vậy trong có trong hơn nữa không? Dạ. Thật xa. À. Đây là đi qua một cái dòng sông ngầm. Cũng là
là danh thắng Tràng An nổi tiếng xưa nay. Rất là thú vị. Khách du lịch nước ngoài thì họ rất là trầm trồ về một cái đất nước Việt Nam cũng là vì vậy. Rất là độc đáo. Chúng ta phải cảm thấy rằng là chúng ta hạnh phúc khi mà chúng ta sống trong một cái đất nước mà có nhiều danh lam thắng cảnh như vậy. Rất là đa dạng, phong phú. Rất đẹp. Có thích không? So beautiful. Thích rồi, về báo thôi. Máy tịt rồi. Máy tịt rồi. Anh mời về. Rất là ngoan mục anh chị em. Gặp gia đình Tây à? Rất là đã đời, rất là feeling. Khoảng 1.000 năm trước thì triều đình đã chọn nơi đây làm cố đô, làm thủ đô. Và bây giờ gọi là cố đô Hoa Lư. Đúng là những người bậc tiền nhân rất là biết chọn cảnh đẹp để sinh sống và gây dựng cơ nghiệp. Hà Nội thì không thể nào đẹp bằng. Rất là xứng đáng cho một tấm vé 250.000 đồng để mà đi và bỏ thời gian ra khoảng 3 giờ đồng hồ để đi tham quan chỗ này. Thì cũng có mấy cái công trình có lẽ là nơi thưởng ngoạn của vua chúa ngày xưa. Ngày nay thì khách du lịch đi rất là đông vui. Rồi bị dí đít rồi. Cô lái đò bị ông lái đò dí vào đít rồi. Chơi nhau, tông nhau vậy đó. Hàng thánh trượt. Cháu căn bản là chồng cháu ít vỗ nên là ra nhọn cái dùi. Đi mà coi như là thế thua là đến cây xuống. Má không có cảnh báo cho người ta. Má không có đoàn cháu à? Không. À, cây... Má chơi cứ vé khỏe ăn. Thì có thạch nhũ. Okay.
cái dòng sông ngầm rất là chật hẹp, đủ để mà ngồi ở trên đò. Có nhiều chỗ phải cúi xuống kẻo mà đụng đầu. Thạch nhũ thả xuống. Trong là thật là ai cũng thích thú khi mà đi qua cái tour này. Đây mùa thu thì rất là nhiều cái lau lách ở quanh bờ sông. Ngày xưa thì địch bộ lĩnh ở cái xứ này cũng tập cờ lau để tập trận, nghe theo câu chuyện lịch sử. Đi một tour như vậy là bao nhiêu thời gian là quay về hả chú? 2 tiếng. 2 tiếng hả? Vừa đi vừa về 2 tiếng. Dạ. Về là cũng đi trên đường này luôn hay đường khác? Dạ. Tới đây thì có một cái đền thờ, một cái ngôi nhà tranh. Không biết ai ở đây, nếu ở đây ở ẩn thì tuyệt vời luôn. Tuyệt vời đối với ngày xưa không có khách du lịch thôi. Còn bây giờ mà ở ẩn đây thì khách cũng tìm vào đông nườm nượp. Một cái kiến trúc phổ biến ở nông thôn Việt Nam ngày xưa. Cái đền trong kia, còn đây là cái ngôi nhà. Ngôi nhà bằng đất, nông thôn Việt Nam hồi xưa là nhà như thế này. Hồi xưa cũng chưa lâu đâu, thời mình còn trẻ con cũng là nhà này rất là phổ biến ở miền quê Việt Nam. Đây cũng là một cái đền thờ cổ rất là lâu năm rồi. Con cảm ơn cho mẹ này. Theo thông tin trên bảng này thì đây gọi là hành cung Vũ Lâm, nằm trong khu vực di sản văn hóa thiên nhiên quần thể danh thắng Tràng An, là nơi các vua nhà Trần lập căn cứ địa để củng cố lực lượng phản công đánh quân xâm lược Nguyên Mông. Một cái nơi kín đáo thế này. Và đây là những cái chứng nhận của tổ chức là
Giáo dục, Học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận danh thắng Tràng An là một cái di sản thế giới. Thì đây cũng là nơi mà theo thông tin trên bảng thì là nơi xuất gia đầu tiên của vua Trần Hoàng Nhân, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm. Ồ, chỉ có miền Bắc mới lại có những cái công trình lâu năm như vậy. Có lẽ đây là một cái công trình rất là quan trọng nên là chúng ta thấy hầu hết các cái ủy viên Bộ Chính trị đều đã trồng cây ở đây. Trồng cây lưu niệm. Nơi kín đáo như thế này để mà tu hay là để mà hồi quân bàn chuyện trọng yếu của quốc gia thì cũng rất là tốt. Nó đủ riêng tư, đủ yên tĩnh và đủ an toàn. Bao quanh là những ngọn núi rất là cao, to. Và phía trước mặt là một cái dòng sông mà phải đi bằng thuyền thì mới tiếp cận được. Hai vợ chồng. Nơi vua Trần Nhân Tông xuất gia ở đây luôn. Và đời nhà Đinh, hết đời nhà Đinh là đến đời vua Trần này. Đinh Lý là mày đến Trần. Vâng, Đinh Lý Trần. Đinh Lý. À. Thái Hậu Dương Văn Nga. Vâng. Vậy nên bây giờ ấy là ở cố đô là hai cái đền, nhưng mà đền riêng đền vua Đinh là một đền, còn vua bà Thái Hậu Dương Văn Nga với ông Lê Hoàn là ở mà ngồi với nhau, vì bà ấy xuất gia tòng phu rồi, cho nên không được thờ với chồng. Cái xứ sở này ngàn năm trước là đã trên bến dưới thuyền là tấp nập vua quan này ha. Vâng. Nên là đáng nhẽ ra là khu này là cố đô đi chứ. Dạ, cố đô Hoa Lư. Không, có vua là thằng xong là nó núi non nó hiểm trở, nó chở ăn núi non nó chật chội quá nên phải đưa ra ngoài Hà Nội. Chiếu rời đô. Rời đô. Ngất. Tại vì lúc đó cũng hùng mạnh rồi nên rời đô ra Hà Nội, chứ còn nếu mà chưa mạnh thì ở trong này an toàn hơn. Tất cả vũ khí rồi mọi thứ đã mạnh mẽ rồi. Mới dám ra Hà Nội đúng không? Đánh lại được với quân ấy chứ. Chứ còn không ở trong này chắc cũ hơn ha. Vâng. Khi đã thành lập được nước đã...